nay thì tôi đang đứng ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình là trong ngày hôm nay thì diễn ra một trận đấu rất là quan trọng của đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với đội tuyển Ả Rập Xê Út UAE trong khuôn khổ bảng G của vòng loại 2022 World Cup 2022. Thì là bước đầu mà nhìn vào sân thì khá là rộng rãi, rất là hoành tráng. Thì trước khi muốn vào đây thì các bạn phải qua cái chọn vé đầu tiên ngoài kia. Chiếc vé các bạn cầm trên tay, sau đó thì đi vào. Đây là bên ngoài sân. Nếu mà ai muốn đi đến gửi xe thì đây bên này, bên kia gửi xe. Gửi xe ở bên kia. Đó, đây trong sân. Bây giờ tôi sẽ vào sân. Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ có một trận đấu hay. Vâng các bạn ạ, để được vào sân thì được bước đầu tiên là phải có một chốt rồi. Vâng, đây là chốt đầu tiên các bạn ạ. Chốt đầu tiên. Vâng vâng. Chúng ta sẽ phải qua máy kiểm tra này các bạn ạ. Đấy nhá. Sau khi đó thì chúng ta sẽ vào một cái khu đất rất là rộng. Các bạn nhìn sân vận động này. Rất hoành tráng đúng không? Đấy, có anh này đang vẫy tay chào. Các bạn thấy không? Rất là rộng. Ta sẽ đi thăm một vòng xung quanh sân để các bạn biết rằng là sân nó sẽ như thế nào. Đó. Và các bạn nhìn rằng quang cảnh của sân hiện tại bây giờ các bạn thấy không? Lác đác đã có người vào. Đó. Trận đấu của ngày hôm nay sẽ diễn ra lúc khoảng 20 giờ tối ngày hôm nay. Và chúng tôi đang đứng ngày hôm nay thì đến đây khá là sớm. 5 giờ, bây giờ là hơn 5 giờ. Lượng người vẫn chưa được đông lắm, vẫn còn chưa tớt. Đó. Và chúng tôi ngày hôm nay quyết định là chúng ta sẽ review một lượt xung quanh sân Mỹ Đình cho các bạn biết là. Như các bạn nhìn thấy trên này ấy, thì là khán đài gì đó A hoặc B thì phải, tôi không biết chính xác lắm. Đó. Cái này xe đây, tôi đang tiến vào. Và đây tôi đang đi một vòng ở ngoài. Ở ngoài. Vâng, ở kia nó ghi là khán đài C các bạn ạ. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được khởi công xây dựng năm 2002 và được khánh thành năm 2003 và đi hoạt động từ đó. Đó. À, lên đây đi. À, hóa ra đây là khán đài B các bạn ạ. Trên đây là khán đài B. Đây các bạn nhìn kìa. Đó. Đã có người vào sân rồi. Nhìn kìa. Đây là ngọn đuốc ạ. Ngọn đuốc này sẽ được thắp sáng ở những cái thế, ví dụ như thế vận hội hay là những cái kỳ lễ hội nào lớn, sân vận động lớn thì xem ngọn đuốc này sẽ được thắp sáng. Với sân đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, với diện tích là 17,5 ha và sức chứa là 40.000 người các bạn, hơn 40.000 người các bạn. Trước khi mà vào thì các bạn sẽ là thêm một chốt cảnh vệ nữa thì phải. Hiện nay vẫn còn đang rất vắng thưa các bạn. Rất vắng. An ninh cực kỳ thắt chặt. Hôm nay tôi đi rất sớm. Mình cứ đi một vòng đã nhỉ. An ninh trận đấu này cực kỳ thắt chặt. Okay. Đang rất nóng lòng vào sân các bạn. Đang rất nóng lòng vào sân.
Nhìn xa xa bên kia là khán đài A các bạn ạ. Vâng đấy, khán đài A. Khán đài A thì các bạn phải đi vào khán đài A để các bạn vào trong này. Khu vực này sẽ gồm có cả họp báo cũng có thể có ở đây trong này các bạn. Phòng họp báo, phòng chức năng, các phòng thay đồ hoặc các phòng nghỉ ngơi giữa hiệp. Đó. Ở trong này. Thông báo về đường quy các vận động. Chào mừng quý khán giả đến các vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi và cổ vũ các vận động bóng đá, các vận động văn hóa thể thao nhằm giữ gìn nếp sống, tinh thần cổ vũ văn minh nơi cộng đồng. Đề nghị quý khán giả thực hiện các quy định sau: một, nghiêm cấm mang nốt các loại pháo; hai, nghiêm cấm mang vũ khí, các vật cứng, nhọn, xe lò và vật liệu nổ, chất dễ cháy nổ vào sân vận động; ba, nghiêm cấm mang sử dụng các xe vào sân các bạn; khán đài A cũng phải qua rất nhiều vòng thì mới vào khán đài các bạn. Đi lại theo sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh và nhân viên phục vụ ngồi đúng số ghế trong vé. 6. Không nói tục chửi bậy hoặc có lời nói hành động kích động lẫn nhau, không có các hành vi phân biệt chủng tộc. Đây là khán đài A các bạn ạ. Khán đài A. Các chú công an đang tranh thủ những nước rảnh rỗi để ở đây sẽ kiểm tra vé. Cộng với đó là kiểm tra các vật tư vật dụng. Đây khán đài A các bạn. Còn tôi thì ở khán đài B. Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, khán đài A đấy, các bạn phải đi một đoạn của khán đài A đây. Cái chữ A to tướng kìa. Các bạn nên đến sớm để được vào sớm các bạn nhé. Vâng, ở đây cũng là khán đài A, nhưng mà khán đài A này thì được trang trí rất chi là lộng lẫy và trang hoàng các bạn ạ. Nhìn các bạn thấy không? Chắc là đây chắc là nơi để đón các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đến xem cũng như là cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì phải. Nó khác hoàn toàn so với các cổng khác. Được trang trí rất chi là đẹp. Đó. Đây là khán đài, nhưng mà cổng này rất là đẹp, đẹp hơn các cổng bình thường. Trận này các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp đúng không? Ok. Trong kia có thể là để chụp ảnh này. Đấy. Chụp ảnh để họp báo chẳng hạn, ví dụ thế. Hay là làm cái gì đó chẳng hạn. Nó chưa đẹp đúng không các bạn? Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khán đài D. Các bạn nhìn thấy khán đài D. Thấp hơn, nhẹ hơn. Thấp hơn đúng không nhỉ? Đây là cổng, cũng là cổng vào. Đấy. Lực lượng an ninh của trận này được thắt chặt rất chi là cao, rất chi mấy tầng mấy lớp liền luôn. Đó. Đây là các nhà dân hay các nhà buôn bán thì phải các bạn. Đó. Khán đài D gồm có
bảng hiện tỷ số các bạn nhé. Đó là khán đài D, khán đài D có cái này nhé. Đó. Đây là khán đài D, cổng vào khán đài D. Trước khi vào khán đài thì các bạn thấy cũng phải qua cái này. Đó. Đúng thật là chỗ nào cũng thế, an ninh cực kỳ thắt chặt, kinh khủng. Và đi một vòng thì chúng tôi đã quay về khán đài B. Đó, khán đài B là khán đài mà chỗ các bạn của chúng ta vừa đi vào lúc gửi xe xong chúng ta đi vào ấy. Đây, khán đài B rồi các bạn ạ. Đó, và tôi đã đi một vòng, quang cảnh trong sân, vòng ngoài này cực kỳ là rộng, thoải mái đi luôn nhé. Giờ chúng ta ra đi. Rộng nhá. Vâng, anh bạn đi cùng tôi bảo đang đói rồi. Ăn đói thì chúng ta sẽ phải tìm quán mì ăn, hay là quán ăn nào đấy. Theo như ở ngoài sân thì tôi thấy này, cũng có các hàng quán. Có. Không biết là có. À, nhưng mà có hàng bảo vệ hết rồi. Hàng bảo vệ hết rồi, không ai được xa đấy ăn cả. Chỉ giờ chỉ có mua vào thôi. Ok, ra xem là bao tiền một suất để mua để ăn chống đói đây. Đấy, bên cạnh khán đài B hoặc là chỗ mà các bạn khám xét bước đầu tiên vào thì nó sẽ có quán bánh mì. Bánh mì hoặc xúc xích các bạn nhé. Bánh mì hoặc xúc xích nhé. Đó. Rất nhiều khách để mua bánh mì vào đây để ăn, mua bánh mì ở vào sân ăn. Còn xung quanh thì đã có hàng rào hết rồi. Hàng rào hết rồi. Đó. Còn chúng tôi đang tiến vào lễ đài. Đó. Ở đây phải đóng dấu này đó, thấy chưa? Rất chìa đẹp. Ok. Vâng. Wow, đẹp quá ta. Okay, làm cái đi, cảm ơn nhá. Trong này cũng có nước uống bán mà, cái này đó. Trong trường hợp mà các bạn không vào đây thì các bạn cũng có thể mua nước chẳng trong này được mà. Để xem mình đó. Quay cái. Ở đây các bạn mua nước đây, các bạn sẽ phải chất ra túi bóng thì mới được mang vào sân. Còn nếu không thì không mua vào sân được. Đó. Trước khi mà vào sân thì sẽ có một cái cửa nữa, cửa soát nữa. Nếu trường hợp mà qua cửa soát này sẽ được vào sân. Đó. Nước uống và bánh mì hôm nay vẫn có thể mua được các bạn nhé. Hoàn toàn có thể mua được. Đó. Ok. Ở mỗi cánh cửa đều có nhân viên của BFF hoặc là nhân viên an ninh, anh giữ. Đấy, tôi đang đi vào. Vâng, bây giờ tôi đang vào sân các bạn ạ. Vâng, đây xưa các bạn. Đây là toàn cảnh trong sân vận động Mỹ Đình. Nơi chỉ ít phút nữa thôi. Mẹ lấy tiền đây nhá. Diễn ra trận đấu cực kỳ quan trọng, cực kỳ gay cấn. Chẳng có nhé. Lên thôi. Bảo ba đưa ba cầm. Bắt đầu lác đác người vào sân rồi các bạn. Toàn cảnh sân Mỹ Đình.
một cảm xúc thật là khó tả cho các bạn. Vâng, đây là quang cảnh lúc mà bắt đầu ra cổng đấy ạ. Dòng người ùn ùn kéo ra, chờ rất chi là đông. Từ từ anh ấy hỏi mở cửa ra cho thả phanh ra này. Đây là cổng thứ hai, và cổng nó qua cổng này là chúng ta sẽ về ra trên đường này. Đấy, rất chi là đông, ôi chen chân nhau. Hàng rào thì nó có nhưng không tháo, để đúng cái cổ cổng tin thì đi ra quá nhỉ. Trèo rào ra kìa, nhìn lâu quá, đợi lâu quá. Sắp ra nơi rồi, bình tĩnh.